Xin chào các bạn, mình là Jessie Moon, mình đến từ Kenya TV. Mình đang có mặt ở một ngôi biệt thự của một gia tộc danh giá. Và các bạn sắp được gặp một nhân vật đình đám nhất hiện nay, đó là Hot Boy Kenny McGraw. Mấy đứa, dọn chỗ cho anh Candy ngồi mấy đứa ơi. Chào các bạn trong báo Đời Sống và Lá Cải. Từ khi bạn nhận mình là hot boy đẹp nhất Việt Nam thì có vẻ cái tên Kenny McGraw này đang hot rất hot thì phải. Kenny nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, tại vì Kenny sinh ra trong một gia tộc quyền quý và Kenny đẹp một cách tự nhiên. Tự nhiên sửa Kenny đẹp. Có một Photoshop nữa. Vậy Candy có thể chia sẻ bí quyết để có một tấm hình đẹp không? Tôi là Candy. Để có một tấm hình đẹp và sang chảnh như Candy, đầu tiên phải chọn background. Sau đó bạn cứ chụp khoảng 100 tấm hình. Rồi bạn lựa ra một tấm đẹp nhất. Tiếp đó bạn cần việc gắn máy vô thẻ, mở Photoshop và nhấn banh chành con chuột của bạn. Excellent. Sau đó up Facebook. Và đó là cách tôi trở thành hot boy. Candy nghĩ sao về những có rất là nhiều tờ báo đã phanh phui về những cái gia thế không tốt của Candy? Thiệt, tôi bực lắm mà. Má có mùi mà, nhớ tao giấu kỹ mà sao ai biết phát hiện biết. Tôi nhớ tao đem ổng vào rừng rồi mà. Kenny, đang quay Kenny ơi. Kenny không biết là ai của ý hàng ai Candy. Nhưng mà nếu cần á, Kenny sẽ điện ba Candy từ Mỹ về để giải quyết vấn đề này. Kenny có thể chia sẻ thêm về MV sắp tới của Kenny được không? Sau movie Tình Thơ 200 triệu, Candy đầu tư tiếp một cái clip với chi phí đầu tư là 2 tỷ. Wow, thật hấp dẫn. Các bạn hãy nhanh tay nhấn like và đăng ký theo dõi trên YouTube này để là người đầu tiên được xem MV 18 cộng không chia của Kenny McGraw được mang tên In Istanbul, một siêu phẩm của K.
Candy mất rồi. And one cool. Một siêu phẩm được mang tên chiếu chiếu cùng quan phun những chữ áo phun chữ năm sẵn. Cảm ơn Candy về những dòng tâm sự nãy giờ. À, lúc mà anh em ekip qua đây á thì Candy có nói với gia đình của mình á là chuẩn bị một buổi tiệc buffet, là mời anh em trong ekip là sau chương trình này lại dùng bữa với Candy. Cảm ơn Candy rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. And good. Tốt lắm anh ơi. Trời ơi, nãy giờ mà nhắc làm rồi ăn cái đó bụng muốn chết. Ê, gần nhà tôi có hũ gõ. Để nhắc lại đi ăn. Ê. Sao anh? Tiền có xe từ tao đâu? Các bạn bình tĩnh. Có gì Candy sẽ chuyển vào tài khoản các bạn. Mày làm gì có tài khoản mà chuyển? Mày làm gì có tài khoản? Bây giờ nè, các bạn qua gặp trợ lý của mình để lấy tiền mặt luôn. Thấy đâu? Các bạn qua đây. Đó mấy bạn, bên đó mấy bạn. Chạy ra. Đúng rồi, còn tiền cái xe thêm không? Cái xe gì? Tiền cái xe. Em nghĩ sao rồi? Anh quay phim đạo diễn với nó, không trả tiền cho anh nữa. Ai đâu trả tiền cho em. Ê, cái máy. Cái máy của tôi. Úi da, đau đớn.